Rồi nhá, đấy ông anh học viên đấy. Anh em cùng quê rồi biết. Tiền Nam quê tôi. Thế đây bà vợ của ông anh đây. Hôm nay vào học nhá. Em tắt video để anh em lại học tiếp. Ok. Rồi, đây là những một trong những buổi đầu tiên nhé. Để sau này nhớ là mình đã học được rất là nhiều. Đấy, thế là ok đấy. Sau này mình còn phải giỏi hơn đây nhiều. Trong này, tiếng trong trong không đi rèn. Đạt rồi.